Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu gió xanh hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, tin mừng cho tất cả homeowners trên toàn quốc. Nếu quý vị cần tiền, chúng tôi sẽ giúp quý vị mượn thêm tiền từ căn nhà của quý vị với tiền lời rẻ nhất và lệ phí tốt nhất. Không rẻ nhất chắc chắn không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình phát hình của Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ 6 cuối tuần. Chúng ta cũng bước vào những ngày cuối cùng của tháng 4, thưa quý vị. Hôm nay đã là 28 tháng 4, 2023. Thay lời Diệp và anh Dũng xin cầu chúc quý khán giả một ngày thật an bình và vẫn giữ được sức khỏe thật dồi dào, thưa quý vị. Xin kính chào Tyler. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả, thưa quý vị. Buổi phát hình của Việt Face Today trong ngày hôm nay cũng là lần phát hình cuối cùng trong tháng 4. Khi mà chúng ta đang chuẩn bị tưởng niệm 48 năm của biến cố 30 tháng 4. Và trong cái tinh thần đó, chúng tôi cũng xin loan báo một lần nữa rằng là vào ngày Chủ nhật của tuần này, đúng ngày 30 tháng 4 vào lúc 10 giờ sáng tại khuôn viên của Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster sẽ đứng ra để mà tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Chương trình rất là ý nghĩa. Cho nên đối với những quý vị nào mà vẫn có lòng, xin mời quý vị đến thành phố Westminster trong khuôn viên của Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ vào lúc 10 giờ sáng để mà tham dự buổi lễ tưởng niệm này, được tổ chức bởi các nhân viên của thành phố Westminster và cũng như là được chủ tọa và điều hành bởi thị trưởng Charlie Nguyễn Minh Chí và phó thị trưởng Nam Quang Nguyễn. Xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự nghi lễ này vào Chủ nhật của tuần này vào đúng 10 giờ sáng. Xin mời anh Dũng với thông báo cộng đồng kế tiếp liên quan đến một chiếc thuyền tự do mà sẽ được triển lãm vào tuần tới, đúng không? Dạ vâng, đúng như vậy, thưa quý vị. Cũng trong cái mùa 30 tháng 4 này đó, thì chúng tôi nhận được một cái thông báo của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Họ sẽ tổ chức một chương trình để trưng bày các hiện vật đối với các thuyền nhân, những người Việt đã vượt biển ra đi tìm đường tự do trong suốt thời gian sau năm 1975. Với phong trào thuyền nhân đó, thì vào ngày 2 tháng 9 năm 1984, 9 thanh niên và thiếu nữ đã trốn khỏi Việt Nam trên một con thuyền nhỏ bé bằng gỗ. Quý vị đang nhìn thấy bức hình chụp được tấm chiếc thuyền này. Sau đó thì chiếc thuyền đã khởi hành từ Bà Rịa Vũng Tàu và lênh đênh trên biển. Sau vài ngày thì họ được một chiếc tàu Úc đã cứu. Và sau đó xác của chiếc thuyền này thì đã được đưa về Paris, Pháp Quốc. Viện Bảo tàng Di sản Người Việt sau đó thì đã vận động và để xin giấy phép từ Pháp để đưa con thuyền này đến Hoa Kỳ. Và chiếc thuyền hiện nay đã được đưa về Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Vào ngày 6 tháng 5 tới đây, tức là tuần tới đó, thì có một buổi triển lãm liên quan đến các chứng tích của những thuyền nhân đã tìm đường vượt biển tìm tự do. Chương trình này sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 6 tháng 5. Vào lúc 10 giờ sáng tại địa điểm là 13962 Seaboard Circle, thành phố Garden Grove, 92843. Đây là trụ sở của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, thưa quý vị. Và ban tổ chức đã nói rằng họ sẽ trưng bày trong suốt thời gian này. Và nếu như quý vị đến đây thì quý vị sẽ được nhìn xem không những là chiếc thuyền này, mà trên đó chính con người đã từng vượt ra, đi ra khỏi nước một cách thành công. Và họ tất cả đều hiện đang còn sinh sống. Và hiện nay sau vài mươi năm thì họ đã có gia đình, có con, có cháu. Và một số các nhân vật ở trên chiếc thuyền này vào ngày 6 tháng 5 cũng sẽ hiện diện ở tại Viện Bảo tàng để cùng gửi đến quý vị những cái câu chuyện của họ như thế nào sau thời gian 48 năm. Chúng tôi trân trọng xin kính mời quý vị, bản tin này chúng tôi sẽ trở lại trong tuần tới để gửi đến và nhắc thì chúng ta cũng sẽ tham dự vào cái chương trình triển lãm của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Viện này nó nằm ở góc đường Harbour và đường Westminster, xéo xéo đối diện với Trung tâm Công giáo Việt Nam, ở góc đường Westminster, Harbour và Century. Nếu quý vị nào quen thuộc với khu vực này thì nó nằm ở phía bên kia, rất là dễ tìm.
đó là Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, 13.962 Seaboard Circle ở tại thành phố Westminster. Tôi chắc mời anh Dũng bước vô với bản tin trong phần này liên quan đến... Ồ, tôi mở đầu với bản tin tiếp theo hả? Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái bản án liên quan đến nghi phạm làm rò rỉ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Và hiện nay thì có vẻ như câu chuyện ngày càng trở nên rắc rối hơn khi mà chính quyền tìm kiếm ra thêm nhiều các cái chi tiết. Và cái số lượng mà các tin tức mật đã bị rò rỉ và bị Jack Teixeira rò rỉ ra ngoài, nó nhiều hơn là những gì mà người ta đã nghĩ và những gì mà đã được khai báo vào lúc đầu. Ngày hôm qua thì trong một cái buổi điều trần thì chúng ta đã biết rằng người cha của nghi phạm đã cũng có mặt và trả lời rằng ông xin bảo chứng trước tòa là có thể nhận con ông ấy ra để mà được tại ngoại hầu tra. Tuy nhiên thẩm phán và cũng như một số các cái bồi thẩm đoàn thì đã không muốn đưa anh ta ra ngoài trong cái thời gian diễn ra vụ án. Là vì sao? Là vì những ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến rằng FBI đã khám phá ra ở tại căn phòng ngủ của anh ấy và những cái nơi mà anh ta từng lưu ngụ tại nhà của mình ở với cha mẹ, đã có một số các cái chứng tích và cho rằng con người này rất nguy hiểm nếu được tự do. Là vì anh ta đã từng đi tìm kiếm những cái tài liệu ở trên Google liên quan đến những cái vụ xả súng, đặc biệt với những cái vụ xả súng trước đây đã ở tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như vụ xả súng ở tại Las Vegas, vụ xả súng ở tại Uvalde. Ngoài ra người ta còn tìm thấy những cái loại vũ khí hạng nặng như là AR-15 hay là AK-47 có ở trong cái nơi anh ta cư ngụ. Do đó thẩm phán đã quyết định đây là một cái trường hợp rất nguy hiểm nếu như anh ta được tại ngoại đó. Tuy ông bố ông nói là ông sẽ xác nhận và ông có thể sẽ báo cáo bất kỳ hành tung nào của con trai mình cho chính quyền, nhưng người ta chắc chắn là không sẽ thả anh ra cho tới khi nào vụ xử xét xong. Do đó mà có lẽ cho đến ngày hôm nay thì sẽ còn một buổi điều trần nữa mà chúng ta sẽ xem xét các cái tin tức này. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì quyết định của thẩm phán có lẽ là vẫn sẽ giữ anh ta ở sau song sắt để bảo đảm cái sự an ninh và an toàn cho người khác. Đài truyền hình Fox News không có bình luận hay là trả lời sau khi mà Tucker Carlson đưa lên một đoạn video dài khoảng 2 phút ở trên Twitter để mà tấn công cái mà Tucker Carlson gọi là những cuộc tranh luận rất là ngu xuẩn đang diễn ra trên các đài truyền hình. Ông Carlson không trực tiếp nói về những lý do đằng sau việc mà ông bị sa thải khỏi công ty Fox News liên quan đến những cái tin nhắn hay là những cái email nó mang tính cách xúc phạm đến các người sếp của mình. Nhưng ông đã đổ thừa rằng là ông bị cách chức vì người ta muốn bịt miệng ông lại. Sau cái đoạn video 2 phút đó thì Fox cũng nói chung rằng là không thèm trả lời. Họ cũng cứ để ngơ như vậy và không ai nhắc gì đến Tucker Carlson trong cái công ty Fox News cũng như là trong những cái đài truyền hình. Thì khi mà một người như Tucker Carlson bị ngã ngựa đó thì rất nhiều sứ ngôn viên của những đài truyền hình khác họ sẽ nhảy vào để mà gọi là họ hí hửng, họ phân tích là tại sao nhân vật này mà đã bị coi như rớt đài trong vòng có thời gian là chỉ có 1-2 ngày mà thôi, và họ đem ra nhiều cái lý do tại sao mà Tucker Carlson bị đuổi. Cái sự mà gọi là kỹ xảo của Fox News là như vậy. Khi mà Fox sa thải Tucker Carlson thì họ đưa ra một cái thông cáo rất là giản dị. Nhưng những lý do đằng sau cái vụ sa thải đó thì họ lại để cho một số các phóng viên của tờ Wall Street Journal viết ra. Mà quý vị biết rằng là Fox News và tờ Wall Street Journal cùng sở hữu bởi Robert Murdoch. Cho nên ở tờ Wall Street Journal thì họ lại viết rằng là ông này bị sa thải vì đã xúc phạm đến con trai của Robert Murdoch cũng như là CEO của Fox News. Ông này bị sa thải vì đã có những cái hành vi nó mang tính cách phân biệt giới tính trong lúc mà làm việc, có những cái lời hay là ngôn ngữ xúc phạm đến phái nữ, những đồng nghiệp nữ trong cái team của cái show Tucker Carlson Tonight, vân vân. Thì đây là những cái lý do tại sao
mà Wall Street Journal tường thuật lại. Dĩ nhiên thì khi mà họ lấy tin đó thì họ cũng lấy tin nội bộ thôi. Đây là những lý do tại sao mà ông này bị cách chức, dù rằng là mỗi đêm cái lượt view lên đến 3 triệu người. Sao có bản tin liên quan đến tình hình khu vực biên giới, thưa quý vị, thì lực lượng tuần tra biên giới ở khu vực Yuma, quận Yuma, thì đang giải quyết vấn đề liên quan đến một số lượng người di dân tử vong ở khu vực này. Và những giới chức này cũng đang chia sẻ thông điệp của mình đối với các đại diện từ Mexico và các quốc gia khu vực Trung Mỹ. Số người di cư tử vong trong khu vực Yuma đã tăng lên mỗi năm kể từ năm 2017 khi mà họ bắt đầu tổng hợp các dữ liệu liên quan đến tình hình này. Phó cảnh sát trưởng của Yuma, ông Dustin Caldwell, thì cho biết tình thế tiến thoái lưỡng nan mà những người di cư phải đối mặt đó là họ cần phải băng qua khu vực một dòng sông và họ có thể bị chết đuối hoặc băng qua những vùng sa mạc và có nguy cơ bị mất nước, kiệt sức vì sức nóng hoặc là thậm chí bị say nắng và sẽ đưa đến cái việc là tử vong. Nhóm Board Star địa phương nói rằng đây là một thông điệp mà họ hy vọng những người di cư sẽ nghe thấy. Lời khuyên của họ là không nên mạo hiểm để băng qua những khu vực vừa kể, khu vực hoang mạc và những khu vực có dòng sông nguy hiểm. Tính đến năm tài chánh này thì giới chức chính quyền Yuma đã thực hiện hàng trăm cuộc giải cứu và nhiều cuộc giải cứu đã diễn ra ở những cái địa hình đồi núi hiểm trở. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là chúng tôi có thể thực hiện được thành công, cứu được những người di dân gặp tai nạn và những người điều hành của chúng tôi cũng khỏe mạnh ở trong những cái trường hợp giải cứu này. Tuy nhiên thì hiện nay các cuộc gọi cảnh báo của họ có thể sẽ không được nghe thấy. Và buổi sáng của cuộc họp báo thì hơn 100 người di cư đã vượt biên một cách trái phép vào khu vực của quận Yuma và với cái hy vọng mong manh rằng sẽ được tìm được một cái nơi chốn dung thân trên đất Hoa Kỳ. Phó cảnh sát trưởng Caldo cũng nói rằng là các đặc vụ sẽ sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra khi mà tiêu đề 42 sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Từ đây đến đó thì khoảng 11 ngày nữa, thưa quý vị, thì cái số lượng người di dân vẫn tiếp tục đổ về các khu vực biên giới giữa Mỹ, Tây Cơ và Hoa Kỳ. Các giới chức hiện nay đã phải tăng cường lực lượng của mình để có thể bảo vệ và có thể giúp cho những người này trong trường hợp họ bị kiệt sức khi băng qua những dòng sông, những hoang mạc như chúng ta vừa nêu. Thưa quý vị, sang có tin tức liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan. Những hình ảnh mới nhất do Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra cho thấy rằng là trong lần đầu tiên của lịch sử giữa hai nước này thì một máy bay không người lái của Trung Quốc đã đi vòng quanh đảo quốc Đài Loan đầu tiên và đi một cách rất là gần. Theo lời nhận định của bên Bộ Quốc phòng của Đài Loan rằng là quý vị sẽ thấy trên màn hình là cái máy bay không người lái này nó đã bay một vòng cái bán kính rất là gần ở Đài Loan, chung quanh Đài Loan đó, để mà gọi là theo dõi những cái tình hình quân sự ở tại đây. Và Trung Quốc cho biết rằng là họ không có công nhận cái khu vực mà gọi là không phận của Đài Loan. Vì vậy cho nên rằng là họ cứ ngang nhiên mà cứ đưa máy bay không người lái tới để mà dò thám cũng như là thu thập thông tin tình báo ở tại Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng của hai quốc gia Ấn Độ và Trung Quốc đã có một số các cuộc gặp gỡ và họp vào ngày thứ Năm hôm nay theo giờ địa phương trước hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực ở Tân Delhi trong tuần này. Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ là ông Rajnath Singh thì nói với người đồng cấp Trung Quốc là Li Shangfu rằng việc vi phạm biên giới chung của phía Trung Quốc đã làm xói mòn toàn bộ quan hệ song phương. Trong cuộc thảo luận này, đó là vì cả hai bên đều chứng kiến những mối căng thẳng âm ỉ vì các cuộc ẩu đả giữa quân đội ở khu vực biên giới. Và cụ thể, vài ngày vừa qua chúng ta cũng đã nghe những cái bản tin liên quan đến một cái cuộc chạm súng ở tại khu vực này giữa hai lực lượng quân đội trấn đóng ở hai phía biên giới. Và trước đó nữa là một sự việc đã diễn ra vào hồi tháng 12 ở tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Trước đó là những cuộc đụng độ chết người dọc theo khu vực biên giới tranh chấp của hai quốc gia vào năm 2020 đã cướp đi sinh mạng của nhiều binh sĩ của cả hai bên. Thì hiện nay thì Bộ trưởng Quốc phòng của hai bên đang có những cái cuộc họp để có thể đưa đến cái việc làm sao để có thể giải quyết được một cách tốt đẹp hơn về những cái cuộc đụng độ này để tránh không có những cái cuộc chạm trán như vậy diễn ra ở trên khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Đường biên giới tranh chấp này đã là một cái khu vực kéo dài từ lâu và đã trở thành nguyên nhân gây xích mích giữa chính quyền New Delhi và chính quyền Bắc Kinh trong một thời gian dài. Trở lại với bản tin trong phần này là tin tức liên quan đến hệ thống giao thông lớn nhất ở tại khu vực Bắc Mỹ. Cơ quan Metropolitan Transportation Authority cho biết rằng là cơ quan này trước đây từng sử dụng ứng dụng Twitter để mà cập nhật cho những người mà họ cung cấp dịch vụ đi lại đó về những cái tình hình mới nhất liên quan đến cái tầng lớp dịch vụ của cơ quan này. Thưa quý vị, cơ quan Metropolitan Transportation Authority phục vụ cho khoảng 15 triệu hành khách trong một cái khuôn viên rất là rộng ở tại thành phố New York và cũng như là Long Island của tiểu bang New York và Connecticut. Thì trước đây đó, mỗi khi mà có những cái thay đổi về vấn đề thời khóa biểu của những cái xe điện ngầm này hay là có những cái thông tin khẩn cấp gì thì MTA sẽ sử dụng Twitter để mà thông báo cho hành khách biết về những cái thay đổi đó. Tuy nhiên, bắt đầu vào tuần tới, MTA cho biết rằng là họ sẽ không có sử dụng cái nền tảng Twitter nữa, tại vì họ lo ngại rằng là cái nền tảng Twitter nó sẽ không còn bảo đảm cái tính cách mà gọi là trung thực đó, cho nên là họ sẽ không có dùng nữa và từ nay cũng sẽ không có trả lời những cái câu hỏi hay là những cái comment của hành khách nếu mà hành khách nhắc đến MTA trên Twitter. Cái là mình viết nhắn tin cho MTA thì họ sẽ sử dụng một cái cách khác để mà liên lạc với lại hành khách. Không biết là cái này là tại sao họ lại kỳ ông tỷ phú Elon Musk mà không muốn dùng Twitter nữa. Trong thời gian qua thì Twitter cũng đã có rất nhiều những cái thay đổi. Ví dụ như những người trước đây mà đã có cái checkmark màu blue đó, thì bắt đầu từ đầu tuần này hay là tuần trước thì họ đã mất đi những cái verify account đó. Bây giờ muốn có những cái checkmark màu blue thì phải trả tiền hàng tháng. Còn không thôi thì phải là những nhân vật chính phủ hiện tại hay là những cái người celebrity mà ông Elon Musk cho rằng là những người đó nên giữ cái checkmark màu blue, còn không thôi thì phải đóng tiền hết. Vâng, thưa quý vị, sang qua tin tức liên quan đến Amazon thì theo một cái báo cáo mới nhất cho thấy rằng sự khởi đầu của năm 2023 là một năm có vẻ như tốt đẹp hơn cho đại công ty bán lẻ trực tuyến Amazon, nhưng không tốt cho các công nhân làm việc của tại công ty này. Đại công ty thương mại điện tử vào ngày thứ Năm đã đưa ra báo cáo với một khoản lời khoảng 3.2 tỷ Mỹ Kim trong đệ tam cá nguyệt đầu tiên từ tháng Giêng cho đến tháng 3 năm nay, 2023. Nó đã tăng từ cái khoản lỗ 3.8 tỷ Mỹ Kim trong đệ tam cá nguyệt cuối năm 2022 và vượt xa ước tính của các nhà phân tích. Và việc kiếm được lợi nhuận diễn ra khi Amazon tăng cường một số các biện pháp cắt giảm chi phí trong những tháng gần đây. Công ty này đã công bố hai đợt đại sa thải và hủy một số các sản phẩm, cũng như là kết hợp với việc mở rộng các cửa hàng thực tế để có thể cho người mua sắm tiện bề mua sắm hơn. Điều này cũng xuất hiện khi mà các lĩnh vực kinh doanh chính của Amazon tiếp tục phát triển bất chấp các mối quan ngại về suy thoái kinh tế kéo dài có thể ảnh hưởng đến cái mức doanh số của công ty. Doanh thu của công ty đã tăng tổng cộng khoảng 9% trong đệ nhất tam cá nguyệt so với năm trước. Và hiện nay thì họ đang dự kiến doanh thu trong đệ nhị tam cá nguyệt năm nay sẽ tăng từ 5 cho đến 10% so với cùng kỳ năm trước, tức là tương đương khoảng 127 đến 133 tỷ Mỹ Kim. Jesse Cohen là nhà phân tích cao cấp tại investing.com thì cho biết, kết quả cho thấy là các biện pháp cắt giảm chi phí của Amazon đang có tác động tích cực đến triển vọng kinh doanh của công ty này. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho công ty. Tuy nhiên, nhận định cũng cho rằng, tuy nhiên cái việc đó để gia tăng cái mức lợi của mình thì hàng ngàn công nhân của Amazon cũng đã bị sa thải. Thưa quý vị, một bệnh viện tại khu vực Seattle của tiểu bang Washington vừa mới xác nhận có ít nhất là 31 trường hợp nhiễm vi khuẩn kể từ tháng 10 của năm ngoái. Và cái trường hợp mà nhiễm vi khuẩn xảy ra gần đây nhất là vào ngày 3 tây tháng 4. Vì không biết là vì lý do gì, nhưng một số các bệnh nhân
mà được điều trị trong bệnh viện này đã xét nghiệm dương tính với cái loại bacteria, mà cái loại bacteria này nó tấn công cái đường ruột và nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy bệnh mệt nhiều hơn nữa, và nó tấn công vào cái đường máu. Nói chung rằng là đây là một trong những cái loại nhiễm trùng hơi phức tạp mà chúng người ta đang chứng kiến là đang xảy ra cho những người đang điều trị tại bệnh viện, một bệnh viện ở tại Seattle, tiểu bang Washington. Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk-yeol đã có một bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thứ Năm. Theo như nhận định của báo chí cho biết rằng bài phát biểu này đã nhận được sự ủng hộ từ tất cả những người tham dự khi ông đề cập đến một số các chủ đề, bao gồm cả mối quan hệ mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn trước mối đe dọa từ Bắc Hàn. Phóng viên của đài CNN, bà Paula Hancock đã nói, Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu bài phát biểu trước Quốc hội bằng câu nói rằng bất kể quý vị ngồi ở đâu, quý vị sẽ sát cánh cùng Hàn Quốc để cùng Nam Hàn. Và qua câu nói này thì ông đã nhận được sự hỗ trợ và sự cổ động của tất cả các thành viên ngồi trong phòng Quốc hội. Một trong những sự hoan nghênh nhiệt liệt mà ông ấy đã nhận được khi phát biểu trước Quốc hội vào hôm qua. Và những cái điều mà ông ấy đã đề ra trong bài diễn văn của mình là những cái trọng tâm chính liên quan đến cái vấn đề liên minh. Và đây là một cái buổi lễ kỷ niệm 70 năm sự liên minh giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Ông nói, ngày nay liên minh của chúng ta cùng nhau mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thịnh vượng hơn và gắn kết hơn chưa từng có. Thật vậy, đây là yếu tố then chốt để bảo vệ cho nền tự do, hòa bình và thịnh vượng của chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông ấy. Và sau câu nói này thì ông cũng nhận được một số các cái tràng pháo tay nồng nhiệt từ tất cả các cử tọa. Thì Paula Hancock là phóng viên của đài CNN cũng có nhận định đây là một cái chương trình. Trong bài phát biểu đó, ông đã đưa ra tất cả những cái thực tế hiện nay, việc mà Nam Hàn phải đối phó với các nguy cơ từ phía Bắc Hàn, và cho mọi người thấy rằng cái vấn đề mà Hoa Kỳ gia tăng viện trợ quân sự cũng như là đưa ra một cái quyết định là sẽ gửi sang khu vực Nam Hàn một chiếc tàu ngầm có vũ trang nguyên tử đó, thì đó là cái điều làm đúng đắn trước những cái mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Bắc Hàn. Và có vẻ như tất cả những cái lập luận mà Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra trong cái bài phát biểu của mình hôm qua trước Quốc hội Hoa Kỳ thì cuối cùng cũng đã nhận được sự đồng thuận của các nhà lập pháp Hoa Kỳ và ngày hôm qua. Thưa quý vị, đài truyền hình CNN tiếp tục đưa những tin tức liên quan đến vấn đề trần nợ và nói rằng là các kinh tế gia tại ngân hàng Goldman Sachs cho biết rằng là nếu mà trần nợ không được tăng lên vào cái thời hạn là tháng 6 của năm nay thì ít nhất là 10% của các hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ ngừng lại và rất nhiều công việc làm sẽ bị mất. Một thỏa thuận giữa hai bên vẫn chưa được đưa ra, dù rằng là trong tuần này đảng Cộng Hòa với sự lãnh đạo của Kevin McCarthy đã thông qua được một dự luật trần nợ để mà gọi là làm khởi điểm cho cái vấn đề mà thương thuyết mà thôi, chứ cái phiên bản mà phe Cộng Hòa tại hai viện thông qua sẽ không có cửa để mà được đưa ra bỏ phiếu ở tại thượng viện, chứ đừng nói chi là lên để được tới bàn của Tổng thống Biden để mà ký. Cho nên quý vị thấy là càng tới gần tháng 6 thì các cơ quan truyền thông lại cứ lặp đi lặp lại những cái chuyện cũ là mau mau tăng trần nợ đi, nếu mà không tăng thì cái hậu quả nó sẽ như vậy nè. Và quý vị thấy rằng là cứ một tuần, hai tuần, rồi ba tuần họ cứ tiếp tục nhắc đến cái việc này cho đến khi nào mà cái việc này nó xong rồi thôi. Trở lại với cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì lực lượng quân sự Nga đã bắn hơn khoảng 20 hỏa tiễn hành trình và 2 máy bay không người lái vào không phận của Ukraine đầu ngày thứ 6, sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương. Và cuộc không kích này đã làm thiệt mạng ít nhất là 19 người Ukraine. Các quan chức cho biết khi mà hai tòa nhà chung cư ở trong khu vực của thành phố Uman đã bị trúng hỏa tiễn của phía Nga. Các cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Kiev và sau đó lan sang cái khu vực thành phố Uman thì đã làm chết 19 người này. Chính quyền thành phố cho biết là lực lượng không quân đã đánh chặn được 11 hỏa tiễn hành trình khác và đánh chặn được 2 máy bay không người lái trên bầu trời Kiev, nhưng vẫn lọt lưới những cái hỏa tiễn này và nó làm cho khoảng 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.
các cuộc pháo kích vào các tòa nhà dân cư nằm, đây là một cái tòa nhà dân cư 9 tầng nằm ở khu vực miền Trung, xảy ra tại thành phố Uman, một thành phố nằm cách khoảng 215 cây số về phía nam của thủ đô Kiev, Ukraine. Thống đốc khu vực ông Ihor Taburet cho biết 17 người đã thiệt mạng ở trong cái vụ tấn công này và 2 người khác thì đã thiệt mạng ở trong cái vụ tấn công ở tại Kiev. Tổng cộng là chỉ tối ngày hôm qua thôi thì đã có khoảng 19 người dân Ukraine thiệt mạng. Đây là tất cả những người thiệt mạng này đều là những thường dân cư ngụ ở trong các tòa chung cư này. Thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần này là tin tức liên quan đến Đức Giáo Hoàng Francis đã đến tông du ở tại Hungary trong tuần này. Ngài đã có mặt tại Budapest vào sáng sớm ngày thứ Sáu theo giờ địa phương trong một chuyến tông du 3 ngày đến cái thủ đô của Hungary. Và khi mà tới đó thì quý vị đang thấy Đức Giáo Hoàng đã được rất nhiều người, bao gồm luôn kể cả các giới truyền thông địa phương tiếp đón ở tại phi trường, luôn những tín đồ Công giáo cũng như là các trẻ em đến để mà đón chào Đức Giáo Hoàng Francis đến Hungary. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm qua thứ Năm, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã chính thức xuất hiện trước phiên điều trần cùng với Đại Bồi Thẩm đoàn Liên bang. Đây có lẽ là một cuộc điều trần mà ngay cả bản thân của cựu Phó Tổng thống Mike Pence trước đó cũng đã từng có những cái kháng án và nghĩ rằng là ông có thể sẽ không cần thiết phải ra xuất hiện trước cuộc điều trần này. Nhưng sau đó thì có vẻ như là các nhân viên, đội ngũ luật sư của ông cũng đã đưa ra những lời cố vấn thế nào đó mà ông Mike Pence đã cuối cùng nhận lời để ra điều trần. Và điều này nó vượt ra cái ngoài dự đoán của cựu Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cũng biết rằng là trong những ngày vừa qua thì cựu Tổng thống Donald Trump đã dùng tất cả các nỗ lực của mình để làm sao để ngăn chặn cái trác đòi này, để cựu Phó Tổng thống không ra xuất hiện trước cuộc điều trần. Lý do thế nào thì chắc chắn là mọi người cũng đều biết. Cựu Tổng thống Donald Trump không muốn ông Mike Pence xuất hiện trước cuộc điều trần và đưa thêm nhiều chi tiết. Khi được hỏi là ông nghĩ thế nào về cái việc xuất hiện của cựu Phó Tổng thống Mike Pence trước Đại Bồi Thẩm đoàn ngày hôm qua, trong lúc ông đang có một chuyến vận động tranh cử ở tại tiểu bang New Hampshire, thì ông đã nói như thế này với các phóng viên: "Tôi không biết rằng ông Mike Pence đã nói điều gì trong cuộc điều trần đó, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy." Chúng ta cũng biết rằng trước đó thì cựu Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã nói rằng tất cả những cái điều mà cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện, cái cuộc lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 là một hành vi sai trái. Qua điều này thì chúng ta thấy rằng cái việc mà cựu Phó Tổng thống Mike Pence xuất hiện trước Đại Bồi Thẩm đoàn Liên bang nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào với cái vấn đề pháp lý đối với cựu Tổng thống Donald Trump trong những ngày sắp tới. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với Tyler Diệp sau đây. Thưa quý vị, chắc là tôi xin lỗi trước nha, tại vì sắp sửa khi mà bình luận ấy, nếu mà có xưng hô hay là có nhắc đến ông Pence, ông Trump thì tôi chỉ nói họ của ông thôi. Nhưng mà nếu mà nói nguyên cái chức vụ đó thì nó muốn lẻo lưỡi luôn. Thưa quý vị, cái nguy cơ hay là cái rủi ro pháp lý đối với ông Trump qua cái việc mà ông Pence phải xuất hiện trước một Đại Bồi Thẩm đoàn để mà trả lời những cái câu hỏi đó, nó rất là lớn. Tại vì chúng ta không cần mà phải đồn đoán rằng là nó bất lợi hay là nó có lợi. Dĩ nhiên là nó bất lợi rồi. Nếu mà nó có lợi đó thì ông Trump đâu có đưa luật sư ra để mà kích hoạt cái gọi là cái quyền hành pháp, cái executive privilege, để mà ngăn cản ông Pence không được xuất hiện trước cái Đại Bồi Thẩm đoàn này. Sau khi mà ông Trump kích hoạt cái khoản executive privilege đó thì hai bên đã đưa ra tòa để mà kiện nhau. Thẩm phán liên bang cho biết rằng là ông Pence phải trả lời chứ không có được núp đằng sau cái hiến pháp. Vụ này bị đưa lên tòa phúc thẩm thì ông Pence ông không có giằng co nữa, nhưng mà bên ông Trump vẫn đưa luật sư ra để mà appeal nó mới được đưa lên tòa phúc thẩm. Thì tòa phúc thẩm cũng đưa ra phán quyết rằng là ông Mike Pence phải xuất hiện để mà cho Đại Bồi Thẩm đoàn này hỏi cung liên quan đến cái cuộc điều tra sau tháng Giêng. Thì
nội những cái hành động pháp lý đó thôi, thì chúng ta đã biết rằng là có một số chi tiết mà ông Pence đang có hay là đang nhớ bên ông Trump không muốn ông Pence lặp lại cho đại bồi thẩm đoàn. Tại vì những ngày trước ngày 6 tháng Giêng và cũng như là những gì mà xảy ra trong ngày 6 tháng Giêng đó là những cái cuộc nói chuyện thăm cung bí sử mà nhiều khi chỉ có hai người nói với nhau thôi. Ông Trump nói với ông Pence những gì vài ngày trước 6 tháng Giêng để mà kêu gọi rằng là ông Pence phải gửi bỏ lại những cái phiếu đại cử tri đoàn cho tiểu bang, chứ đừng để cho quốc hội đếm phiếu. Và trong ngày đó ông Trump còn nói gì với ông Pence để mà cho giống như là hai bên còn có một cái sự giằng co cuối cùng trước khi ông Pence đứng ra để mà chủ tọa cái cuộc họp lưỡng viện quốc hội để mà đếm phiếu cử tri đoàn. Thì chỉ có những cái đó là ông Pence là một cái nhân chứng mà gọi là trực tiếp có thể kể lại với đại bộ thẩm đoàn rằng là ông Pence đã nói những gì. Mà cái nguy hiểm là cái này, khi mà bị đại bộ thẩm đoàn hỏi cung đó thì là phải nói thật hết, thà là đừng nói mà hãy mà vô nói rồi đó là phải nói thật hết. Ví dụ như là họ sẽ hỏi ông Pence rằng là ông Trump đã nói cái gì cụ thể, là nói ngày nào, nói cái chi tiết gì, dùng từ ngữ gì, có dùng những cái từ ngữ mà gọi là nó khiếm nhã hay không nữa, là những cái đó là phải đem ra nói hết. Thì cái đó là cái mà bên ông Trump không muốn cho đại bộ thẩm đoàn biết. Vì vậy cho nên là nhiều lần ông Pence hay và ông Trump cũng không có muốn mà xuất hiện, nhưng mà sau đó vì vấn đề pháp lý thì họ phải xuất hiện. Thì những cái chuyện mà ông Pence không muốn người ta biết thì trong tuần này ông cũng phải nói. Tại vì trước đây vài tuần hay là cả tháng tôi đã nói rằng là những chuyện gì mà ông nghĩ rằng là ông nói được rồi thì ông đã viết xuống trong cái cuốn hồi ký rồi để ông đem ra ông bán sách. Những chuyện mà ông không muốn nói đó thì ông muốn giữ lại cho đến tuần này ông cũng phải nói. Thì dựa vào thông tin mà ông Pence đã đưa ra hay là cung cấp cho đại bồi thẩm đoàn tuần này, nó có thể vừa đủ để mà cho công tố viên đặc biệt Special Counsel Smith, Jack Smith đó, có thể đưa ra những cái hồ sơ truy tố ông Trump về cái tội mà gọi là cản trở chính phủ liên bang thực hành những công việc chính thức hay là cản trở quốc hội thi hành công vụ. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cái rủi ro pháp lý mà ông Trump đang phải đối đầu qua cái sự mà gọi là qua cái lời khai của ông Pence đưa ra trong tuần này. Và cũng xin lỗi nữa là thôi chắc gọi ổng hai người này theo họ của ổng cho nó dễ nói. Theo cái tờ báo USA Today đó, họ đưa ra cái bài phân tích này đó, thì họ cũng đưa ra một số các cái nhận định và cuối cùng thì họ đưa đến kết luận như thế này. Họ nói là cho dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng biết rằng cựu phó tổng thống Mike Pence đã chia tay với cựu tổng thống Trump liên quan sau cái ngày nổi dậy 6 tháng Giêng. Ông nói, tổng thống Trump đã sai, tôi không có quyền lật ngược kết quả cuộc bầu cử. Và những lời nói liều lĩnh của ông ấy, tức là cựu tổng thống Trump, đã gây nguy hiểm cho gia đình tôi và những nhà lập pháp tại Điện Capitol vào ngày hôm đó. Tôi biết lịch sử sẽ buộc Donald Trump phải chịu trách nhiệm. Đó là lời tuyên bố công khai của Mike Pence sau những sự kiện diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng. Đến giờ thì chúng ta cũng chưa biết là cuộc điều trần ngày hôm qua, cựu phó tổng thống Mike Pence đã nói điều gì. Nhưng chắc chắn đó sẽ là những điều mà cựu tổng thống Donald Trump không muốn nghe và nhiều người cũng đang chú ý và theo dõi. Không biết là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có biết được những cái cuộc điều tra của báo chí liên quan đến cái đề tài đó nó có được phanh phui hay không, hay là phải đợi đến khi mà đại bộ thẩm đoàn này đưa ra những cái quyết định cuối cùng của mình. Cảm ơn phần phân tích với Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị và một ngày thật đẹp đến với tất cả chúng ta, cũng như là những ngày cuối tuần trước mắt. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Dầu gió xanh hiệu con ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, tin mừng cho tất cả homeowners trên toàn quốc. Nếu quý vị cần tiền, chúng tôi sẽ giúp quý vị mượn thêm tiền từ căn nhà của quý vị với tiền lời rẻ nhất và lợi phí tốt nhất. Không rẻ nhất chắc chắn không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Khi bạn bị đau nhức,
các gia đình đã tin tưởng dầu gió xanh hiệu Con Ó trong hơn 100 năm. Sản xuất tại Singapore với dầu bạch đàn tự nhiên. Dầu gió thơm, nhẹ và có hiệu quả làm dịu. Dầu gió giúp tỉnh táo, làm dịu và sảng khoái. Dầu gió hiệu Con Ó, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy của bạn. BIK Bequestar BMS 5015, loa kéo cao cấp BIK Bequestar BMS 5015 chính hiệu Nhật Bản, mới nhất năm 2023. Cấu hình mạnh mẽ, âm thanh xuất sắc, bass 15 inch 1000W, effect echo reverse ngọt ngào, dual wireless microphone, pin 10 tiếng cho microphone, 8 tiếng cho hệ thống loa. Ưu đãi đặc biệt cho khán giả xem đài Vietfish TV, giá chỉ 1099 đồng, tặng kèm đèn Disco Light. Số lượng khuyến mãi có hạn, gọi ngay cho Gia Hưng 407-704-6970. Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo lab-grown diamond và moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ đặc biệt kim cương thiên nhiên, và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như lab diamond, natural diamond và moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell xoàn moissanite 3D Arizona made in USA hiệu Forever One và Ming Forever, 1 carat nước DFL Super Ideal cut 500 nhĩ kim lab-grown diamond hiệu IGI và GIA, 1.17 carat nước D VVS1 ideal cut 1500 nhĩ kim GIA, 2500 nhĩ kim, 2 carat nước E VVS2 ideal cut 1900 nhĩ kim GIA, 4200 nhĩ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgems.com. Quý khách có biết rằng tại tiểu bang California đã có gần 5 triệu người có bằng cấp để đi mua nhà, bán nhà và làm financing, nhưng chỉ có một tiệm duy nhất được mang tên Steven Trần Financial với 30 năm kinh nghiệm phục vụ cho Quý Đồng Hương tại quận Cam. Steven Trần có thể bảo đảm rằng khi quý khách cần mua nhà, bán nhà, vay mượn hoặc refinance, chúng tôi có thể giúp cho quý khách với tiền quê hồng và tiền lời rẻ nhất. Steven Trần xin trân trọng kính mời. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, không riêng một phòng đào nhất cái gì nữa. Không cần trồng đỡ nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.